Và Ninh Bình Liverpool Spain. Đây là hai trọng tài chính điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay, gồm có trọng tài số 1 ông Phạm Ngọc Kính và trọng tài số 2 ông Nguyễn Tân Tiến. Cuộc đọ sức giữa La Vie Long An và Ninh Bình Liverpool Spain thuộc khuôn khổ vòng 1 bảng B của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023. Một trận đấu ra quân của hai đội tại giải đấu năm nay. Đây là đội xuất phát của các cầu thủ Ninh Bình Liverpool Spain, gồm có số 3 Giang Văn Đức, số 4 Quản Trọng Nghĩa, số 6 Sơn Huỳnh Trí, số 11 Lâm Văn Xanh, số 20 Cù Văn Hoàn và số 21 là Nguyễn Thanh Hải. Huấn luyện viên trưởng của đội Ninh Bình Liverpool Spain là ông Bùi Trung Thảo. Trong khi đó, đội xuất phát của cầu thủ La Vie Long An gồm có số 1 Bùi Văn Mạnh, số 5 Lê Công Đoàn, số 7 Lê Hoài Hận, số 8 Nguyễn Hữu Tài, số 16 Lê Quốc Chí và số 20 là ngoại binh người Campuchia. Về Sana, đây là ông Nguyễn Quốc Vũ, huấn luyện viên trưởng của đội La Vie Long An. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp ông Nguyễn Quốc Vũ dẫn dắt cầu thủ nam La Vie Long An. Đây là trận ra quân của hai đội tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ninh Bình Liverpool Spain đang là các nhà đương kim vô địch của giải. Còn La Vie Long An năm ngoái họ đã rất chật vật mới chua hạng thành công. Cuộc đối đầu giữa La Vie Long An và Ninh Bình Liverpool Spain được dự báo là không mấy khó khăn dành cho các nhà đương kim vô địch. Ở trong trận đấu đầu tiên, La Vie Long An trong trang phục áo xanh trắng thi đấu ở phần sân bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Còn đây là tay đập người Campuchia về Anasa. Nguyễn Thanh Hải, một gương mặt phụ công rất được chờ đợi của Ninh Bình Liverpool Spain, người mới chuyển đến đội bóng Cô Đô Hoa Lư từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Long An sẽ là đội phát bóng trước ở trong trận đấu đầu tiên và người sẽ thực hiện quả phá bóng là Bùi Văn Mạnh. Trong trận đấu ngày hôm nay, Ninh Bình Liverpool Spain đang để tay đập ngoại là Andrei Vasilenko ngồi trên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo có một đội hình rất đầy đặn và có rất nhiều những sự lựa chọn cho từng trận đấu. Trước đối thủ không quá mạnh như La Vie Long An, Ninh Bình Liverpool Spain có thể nói là chưa tung những cầu thủ tốt nhất của mình trên sân. Trong ngày hôm nay 11 tháng 3 diễn ra 3 trận đấu. Ở 2 trận đấu vào lúc 15 giờ và 20 giờ hôm nay đều là những trận đấu cực kỳ đáng chú ý. Vào lúc 15 giờ thì nữ Thông Tin sẽ gặp VTV Bình Điền Long An. Còn vào lúc 20 giờ, nam Thể Công đối đầu với Biên Phòng. Hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại giải vô địch quốc gia năm nay. Điểm số đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Ninh Bình Liverpool Spain. Mục tiêu của Ninh Bình Liverpool Spain ở giải đấu năm nay khá khiêm tốn khi huấn luyện viên Bùi Trung Thảo và các học trò chỉ đặt mục tiêu vào top 4. Việc mục tiêu không quá cao cũng phần nào giúp cho các thủ giảm tải áp lực. Đó là tình huống xử lý của Lê Ngọc Chí, một đều cho La Vie Long An. Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, nhưng La Vie Long An vẫn có được sự góp mặt của tay đập ngoại bình. Đó là Vesana, cầu thủ người Campuchia. Pha phập không quá tốt của cầu thủ Ninh Bình nhưng họ vẫn ghi điểm với tình huống kết thúc của Thanh Hải. Trước khi bước vào vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, cầu thủ Ninh Bình đã trải qua một cữ dượt vô cùng quan trọng, đó là cúp Hoa Lư. Ninh Bình đã có được chiến thắng trong trận chung kết trước Biên Phòng để đăng quang. Lỗi điều chỉnh chuyền một của Lê Quang Đoàn, 3-1 cho Ninh Bình Liverpool Spain.
Trong ngày hôm qua đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên của bảng B. Ở nội dung cân nam, Thể Công đã vượt qua Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương với tỷ số 3-0. Còn ở nội dung của nữ, đơn vị chủ nhà của bảng B đó là Hà Nội. Các cô gái Hóa Chất Đức Giang Thiên Sáng Hà Nội cũng đã có được chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0 trước Tân Bình Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển một tốt. Pha xử lý không tốt của Quả Trọng Nghĩa. Điểm số được cân bằng 3 đều. Ông Nguyễn Quốc Vũ đã có rất nhiều năm dẫn dắt đội nữ VTV Bình Điền Long An. Ở mùa giải năm ngoái, ông cùng các học trò đã phải thi đấu các trận đấu tranh hạng và cuối cùng thì là vì Long An đã chu hạng thành công. Hai đội bóng nam đã phải xuống hạng ở mùa giải năm ngoái, đó là sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long và Bến Tre. Trong khi đó, hai đội nam đã giành quyền lên hạng ở mùa giải vừa qua là Đà Nẵng, chỉ có một đội duy nhất lên hạng. Ở nội dung của nữ, năm ngoái đội đã thăng hạng đó là Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp rất tốt. Điểm Long An 4 đều. Điểm số được cân bằng 4 đều. Cú đánh tuyệt vời của Lê Ngọc Trí. Đường chuyền hai sơ đầu rất hay của Bùi Văn Mạnh giúp cho đồng đội không bị đeo bám quyết liệt ở trên lưới. Các nhà đương kim vô địch Ninh Bình Liverpool Bank đang nhập cuộc có phần chậm chạp ở set đấu đầu tiên. Đang có một sự uể oải nhất định của cao thủ Ninh Bình Liverpool Bank. Vẫn còn. Đánh rất mạnh. Đó là pha kết thúc của Huỳnh Trí. Điểm Ninh Bình 5-4. 5-4 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Pha phát bóng của chủ công Lâm Văn Xanh. Pha kết thúc rất tốt. Điểm Long An 5 đều. Ngọc Trí đang chơi khá hay trong những diễn biến vừa qua. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Long An đang gây ra những khó khăn rất lớn cho Ninh Bình ở trong những diễn biến đầu tiên của set đấu này. Cơ hội tấn công cho Long An. Pha xử lý rất hay. Tình huống xử lý của Vesana. Pha bỏ nhỏ rất tinh tế của cầu thủ người Campuchia. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Vesana. Bóng ngoài sân. Rất đáng tiếc. Điểm Ninh Bình. Pha phá bóng tương đối lại. Long An xin challenge. Như vậy là Long An xin sử dụng quyền khiếu nại ở trong tình huống vừa rồi. Họ cho rằng tình huống phá bóng của Vesana bóng ở trong sân. Bóng ở ngoài sân rất nhiều. Bóng ngoài sân. Điểm Ninh Bình 6 đều. Rất hay. Đó là tình huống kết thúc của Lê Quang Đoàn. 7, 6.
chỉ có một mình Giang Văn Đức nhảy lên bám chắn ở trong tình huống vừa rồi và anh đã không thể chiến thắng được Lê Quang Đoàn. Là vì Long An đang tạo ra những bất ngờ đầy thú vị trong những điểm số vừa qua. Họ thi đấu ngang ngửa với các nhà đương kim vô địch của giải. Hoài Hận là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Long An. Bóng không qua lưới. Điểm Ninh Bình 8-7. Bước một rất tốt. Chạm bóng thành công. Và bám chặt đôi rất tốt của các cầu thủ Long An. Điểm số được cân bằng 8 đều. Mục tiêu của Long An tại giải vô địch quốc gia năm nay chỉ là một tấm vé chu hạng. Đó là điều dễ hiểu khi mà đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ không được đầu tư quá nhiều. Họ cũng không có nhiều những gương mặt xuất sắc trong đội hình. Điểm Ninh Bình 9-8. 9-8 cho Ninh Bình Live Post Bank. Ở mùa giải năm ngoái, Ninh Bình đã có lần thứ hai liên tiếp giành chiếc vô địch. Qua đó nâng tổng số chiếc vô địch của mình tại giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam lên con số 5. Một thành tích rất ấn tượng. Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng rất hay của Bùi Văn Mạnh. Điểm Long An. Bóng được đẩy ra biên hài. Pha chuyền bóng ở tốc độ cao rất tuyệt vời khiến cho hàng chắn của Ninh Bình không thể theo kịp. Và Quang Đoàn rất dễ dàng để ghi điểm. Trong những diễn biến vừa qua, rõ ràng Bùi Văn Mạnh đã chơi rất hay. Pha phập đánh chồng hiệu quả của cao thủ Ninh Bình Liverpool Spain với tình huống kết thúc của Sơn Huỳnh Trí. 19. Tình huống chuyền bóng lỗi của Văn Mạnh và sau đó thì các thủ Long An đã để mất điểm. 11-9. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Thanh Hải. Bước một rất tốt. Điểm được ghi cho Long An. Điểm Long An 10-11. Hữu Tài thực hiện quả phao bóng. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của Lâm Văn Sành. 12-11. Xin lỗi các bạn, 12-10. Đó là một quả đập rất tốt của Lâm Văn Sành. Huỳnh Trí phá bóng. Và phù hợp chiến thuật rất hay của Long An. 11-12. Cầu thủ người Campuchia đang để lại những dấu ấn.
rất hay. Quả đánh tuyệt vời của Lâm Văn Sành. 13-11. Tại Cúp Hoa Lư, Lâm Văn Sành không được ra sân nhiều khi mà huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã có những sự thử nghiệm, đặc biệt là ông thường sử dụng tay đập người Azerbaijan Vasilenko. Quả đánh tốt của cầu thủ Long An và kết thúc của Ngọc Trí. Long An vẫn đang bám đuổi rất xì xào từng điểm số 1 trước căn nhà đương kim vô địch. Bóng đã chạm tay của Cù Văn Hoàn ở trong tình huống vừa rồi. Phát bóng không qua lưới. Điểm Ninh Bình 14-12. Đội tuyển Campuchia của Vesna đã chơi khá hay tại SEA Games 2022 và năm ngoái được tổ chức ở Việt Nam. Đó là giải đấu mà Campuchia đã giành được vị trí thứ 4. Sắp tới, Campuchia sẽ là chủ nhà của SEA Games 32. Và chắc chắn đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia sẽ có những sự tính toán và lựa chọn đối thủ của mình ở bảng đấu. Điều đó ít nhiều sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng rất may cho chúng ta là kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã giành được tấm huy chương bạc. Vì vậy chúng ta cũng có phần dễ thở hơn. 15-13. 15-13 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Quang Đoàn là cầu thủ được mượn về từ Sanet Khánh Hòa. Thêm một tình huống xử lý rất khéo léo. Vesna đang là một trong những cây ghi điểm hàng đầu của Long An. 14-15. Bóng chạm chắn ra ngoài sân. Pha phối hợp đánh nhanh tốt của cầu thủ Ninh Bình Liverpool Bank. Bây giờ là tình huống phá bóng của Quang Trọng Nghĩa. Phá bóng ra ngoài sân. Thêm một mùa giải, Quang Trọng Nghĩa khoác áo Ninh Bình Liverpool Bank theo dạng cho mượn. Tới lượt Quang Đoàn thực hiện pha phá bóng ra ngoài sân. 17-15 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Rất tốt. Và kết thúc của Hữu Tài. Mục tiêu của huấn luyện viên Quốc Vũ và các học trò chỉ là một tấm vé trụ hạng. Mục tiêu cụ thể tại vòng 1 năm nay là cầu thủ Long An sẽ cố gắng giành một chiến thắng. Ở bảng B nội dung của Nam, ngoài Long An và Ninh Bình Liverpool Bank còn có các đội bóng khác. Đó đều là những đối thủ rất đáng gờm, gồm Thể Công, Biên Phòng và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Cả Thể Công và Biên Phòng cũng như Ninh Bình Liverpool Bank đều được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
của Ninh Bình, 19-16. 19-16 cho Ninh Bình Liverpool Bank, và huấn luyện viên Quốc Vũ của Long An đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt 3 điểm đã được đội bóng Cố đô Hà Lư tạo ra khi trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn khá quan trọng. Trước đây ông Nguyễn Quốc Vũ đã có nhiều năm thi đấu trong áo đội Nam Long An. Trong quá khứ thì bóng chuyền Nam Long An đã sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ tên tuổi của làng bóng chuyền Việt Nam, và họ cũng đã có được những thành tích khá tốt tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Tình huống đập bóng không có lưới của cầu thủ bên phía Ninh Bình. Hữu Trường thực hiện quả pha bóng. Hữu Trường cũng là một trong những gương mặt kỳ cựu của Long An. Rất tốt quả đánh của Cú Văn Hoàn. Cú Văn Hoàn là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân. Anh cao 2m01. Cú Văn Hoàn được huấn luyện viên Bùi Trung Thảo phát hiện cách đây 3 năm. Và đến thời điểm này, anh đang là trụ cột của Ninh Bình Liverpool Bank. Pha vợt đánh lao ngắn không thành công của cầu thủ Long An. Và kết thúc lỗi của đội trưởng Lê Hoài Hận. 20-17. Lâm Xanh thực hiện quả phá bóng. Rất tốt. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Đây là giai đoạn rất quan trọng của trận đấu. Vesna thực hiện quả phá bóng. Pha bóng tương đối an toàn. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng của Thanh Hải. Sau đó là pha kết thúc rất tốt của Lâm Văn Sành. Trước đó Thanh Hải đã có một tình huống cứu bóng lăn xả. Pha kết thúc rất hay của Lâm Văn Sành. Và pha bóng của Quân Hoàn luôn rất khó. Trọng tài sẽ định pha bám chắn vừa rồi của các đội Ninh Bình, bóng đã đi ra ngoài sân. Điểm được ghi cho Long An. Rất hay. Đó là tình huống kết thúc của Quả Trọng Nghĩa. Ninh Bình 2-3. Một pha hợp chiến thuật hoàn hảo của Ninh Bình Liverpool Bank.
của anh chồng Lào rất hay của quả trộm nghĩa. Long An xin tạm dừng trận đấu. Lần thứ hai trong ít phút, Long An đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt bây giờ đã là 4 điểm nhưng về Ninh Bình Liverpool Spain. Cần phải chấp chiêu những cái phản công. Đội viên Quốc Vũ đang căn dặn cao trò. Đối đầu với một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Long An cũng đã chơi rất chững chạc và đầy tự tin. Họ không tỏ ra e sợ trước đối thủ. Long An không có những giải đấu tập huấn trước khi bước vào vòng 1. Trong đó Ninh Bình đã trải qua những trận đấu tại Cúp Hoa Lư. Rất tốt. Quả trị rất hay của Vesna. 20-23. 20-23. Long An xin thay người. Số 9 ra, số 16 vào. Ngọc Chí đã trở lại sân để thay cho Phạm Hữu Trường. Văn Mạnh phá bóng. Thêm một tình huống phối hợp tấn công rất hay của Ninh Bình. Ninh Bình 24-20. 24-20. Ninh Bình xin thay người, số 6 ra, số 13 vào. Quánh trồng len rất hay. Những pha phối hợp chiến thuật của Ninh Bình Liverpool Spain có phần đa dạng hơn so với Long An. Họ sở hữu một cây chuyền hài dày dặn kinh nghiệm trong đội hình, đó là Giang Văn Đức, người có khả năng truyền chiến thuật khá tốt. Điểm Ninh Bình. Như vậy là trận đấu đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Ninh Bình Liverpool Spain. Tỷ số của set 1 là 25-20.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta tiếp tục đến với trận đấu thứ hai. Trận đấu giữa đội La Vi Long An và Ninh Bình Liverpool Bank. Ở trong trận đấu thứ hai, cao thủ Ninh Bình Liverpool Bank thi đấu ở phần sân bên phía tay phải mà nhỏ của quý vị và các bạn. Trận đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng thuộc về Giang Văn Đức và các đồng đội. Tỷ số của set 1 là 25-20. Một tình huống điều chỉnh cho một không tốt của Long An và họ đã để mất điểm. Điểm Ninh Bình liên tiếp 1-0. Trong set 1, Long An cũng đã chơi khá tốt. Tuy nhiên ở những diễn biến cuối của trận đấu, họ lại không có được những tình huống phù hợp tốt để ghi điểm. Vẫn còn. Tuy nhiên trọng tài đã thổi còi lỗi chạm lưới của cầu thủ bên phía Ninh Bình. Đó là tình huống chạm lưới của Huỳnh Chí. Bóng trong sân. Một pha phá bóng rất tốt của La Vi Long An. Ông Bùi Trung Thảo được coi là một trong những huấn luyện viên rất mắt tay của Ninh Bình. Sau khi dẫn dắt Ninh Bình từ năm 2019 để thay cho huấn luyện viên gạo cội Nguyễn Mạnh Hùng, thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã nhanh chóng có được những chức vô địch, đặc biệt là hai chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 2021 và 2022. Ninh Bình là một trong số ít đội bóng giàu truyền thống của làng bóng chuyền Nam Việt Nam. Lúc này đội bóng Cô Đô Lư đã có được tổng cộng 5 chức vô địch quốc gia. Pha phá bóng hiểm móc của Quả Trọng Nghĩa. 3-2. Pha phá bóng ghi điểm trực tiếp của Trọng Nghĩa, cầu thủ thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Anh thi đấu cho Ninh Bình dưới dạng cho mượn. Trọng Nghĩa đã chơi nổi bật trong áo đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia tại SEA Games 31. Anh đã cùng các đồng đội giành được tấm huy chương bạc. Và ở SEA Games 32 sắp tới, chắc chắn cái tên Quản Trọng Nghĩa tiếp tục sẽ là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Lúc này thì đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia chưa có danh sách ban huấn luyện. Nhưng rất nhiều khả năng huấn luyện viên Trần Đình Tiền của biên phòng sẽ đảm trách cương vị huấn luyện trưởng của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia. Trong đó đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, mới đây huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của Quảng Ninh đã xác nhận ông tiếp tục gắn bó với đội tuyển và sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2023 này để tham dự các giải đấu. Vẫn còn. Đó là pha ghi điểm của Huỳnh Chí. 5-3. Trên băng ghế dự bị của Ninh Bình vẫn còn những cái tên đầy chất lượng như Nguyễn Thanh Tùng, như Vũ Quang Khơi hay tay đập ngoại bình Andrei Vasilenko. Trong trận này thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đang để những Vasilenko, Thanh Tùng và Quang Khơi trên băng ghế dự bị. Phía trước vẫn là những trận đấu đầy cam go của cả hai. Những đối thủ rất sừng sỏ như biên phòng, như thể công hay vật liệu xây dựng Bình Dương. Bảng B của cả nam và nữ đều được coi là bảng đấu tử thần. Và rút dễ dàng. Không có cầu thủ của Long An theo chắn ở trong tình huống vừa rồi. Và Sơn Huỳnh Chí không gặp bất kỳ một khó khăn nào để tung ra quả đập như búa bổ. Một tình huống mà hàng chắn của Long An đã không phán đoán được đường chuyền của Giang Văn Đức để theo chắn. Điểm La Vi Long An 5-6.
khi còn thi đấu, ông Bùi Xuân Thảo là một chủ công và ông đã giành được những thành tích rất nổi bật khi hai lần vô địch quốc gia cùng với Trà Ninh Bình vào các năm 2010 và 2012. Và kết thúc ra ngoài sân của Cú Văn Hoàn. Điểm Nga Vi Long An 6 đều. Điểm số được cân bằng 6 đều. Cũng giống như trận đấu đầu tiên, những diễn biến đầu của set 2, Long An đang chơi khá ngang ngửa trước các nhà đương kim vô địch. Vấn đề là họ cần phải duy trì được sự tập trung và sự chính xác cho đến cuối trận đấu. Liên tiếp là những thứ bóng chắn hiệu quả. Vẫn còn. Không thể có một tình huống phản công. Và sau đó Ninh Bình đã ghi điểm. Và kết thúc tốt của Huỳnh Chí. Trước đó Quang Trung Nghĩa đã có một tình huống phòng thủ rất hay sau quả đập của Vesna. Tình huống xử lý ngay từ bước 2 của Bùi Văn Mạnh không thành công. Điểm Nga Vi Long An 7 đều. Điểm số được cân bằng 7 đều. Điểm Ninh Bình Liên Việt Postbank 8-7 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Hai đội vẫn đang bám đuổi rất xì xào từng điểm số 1 ở những diễn biến đầu của trận đấu thứ hai. Tình huống điều chỉnh số 1 không tốt. Cơ hội phản công cho Long An. Rất đáng tiếc. Nhưng Quang Đoàn đã ra dấu cho báo luyện xin sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng đã chạm chắn cao thủ Ninh Bình. Bóng không chạm chắn. Bóng không chạm tay, điểm cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Khiếu nại không thành công. Điểm được ghi cho Ninh Bình Liên Việt Postbank 9-8. Không được. Thêm một điểm nữa cho Ninh Bình. Tình huống phòng thủ không thành công của các cầu thủ Long An.
Vào ngày mai, cao thủ Ninh Bình Live Postbank sẽ đối đầu với Bà Rịa Xây Dựng Bình Dương. Còn Long An gặp đối thủ mạnh khác là Biên Phòng. Vẫn còn. Hai đường hướng đá bóng liên tiếp của cầu đoàn đã không thể thắng được hàng chắn của đối phương. Rất cố gắng. Hàng sau của Ninh Bình đang có những tình huống phòng thủ rất tốt. Một pha xử lý bóng khá lỗi của cầu thủ người Campuchia. Điểm được ghi cho Ninh Bình. 11-8. Chắc hẳn huấn luyện Bùi Chu Thảo đang hài lòng với những sự thử nghiệm của mình khi những cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị như Huỳnh Chí hay Văn Xanh đang thi đấu khá ấn tượng. Hữu Trường đã vào sân. Đó tốt của Hữu Trường. Vẫn còn. Chạm bóng thành công. Và bám chân tốt của Thanh Hải. Thanh Hải đã cho thấy một sự hòa nhập rất tốt khi anh mới chuyển đến Ninh Bình ở mùa giải năm nay từ đội bóng chuyền Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt 3 điểm đã được các nhà đương kim vô địch tạo ra. Hôm nay sau khi kết thúc hai vòng thi đấu có hai đội bóng phải xuống hạng ở cả nội dung nam và nữ, sẽ không có thi đấu vòng chung kết ngược như mọi năm. Năm ngoái Long An đã phải thi đấu vòng chung kết ngược và họ đã vượt qua các đối thủ là Sổ Số, Kiến Thiết, Vĩnh Long và Bến Tre để chua hạng thành công. Năm nay hai đội xếp cuối bảng sau khi kết thúc vòng 2 sẽ nhận tấm vé trực tiếp xuống hạng. Cầu thủ Ninh Bình thủ bóng rất tốt nhưng vừa rồi là pha xử lỗi của libero bên phía Ninh Bình, Trịnh Duy Phúc. Lỗi hai chuyền. 10-12. Duy Phúc trở thành từ lò đào tạo của Trà Ninh Bình. Hữu Tài thực hiện quả phá bóng. Pha chuyền bóng rất tốt của Giang Văn Đức. Và Lâm Văn Xanh đã không phụ lòng người đồng đội. 13-10. Một pha chuyền bóng khó của Giang Văn Đức. Điều đó cho thấy được đẳng cấp của cầu thủ này. Ở một tư thế rất khó nhưng Giang Văn Đức đã có một tình huống chuyền bóng như đặt để Văn Xanh kết thúc.
huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng đã rất nhiều năm thi đấu là đồng đội của Giang Văn Đức. Ông Bùi Trung Thảo kết thúc sự nghiệp của mình vào năm 2017 khi đã 40 tuổi. Ông là một trong những chủ công có sức bền và thể lực rất tốt, thi đấu rất dẻo dai. Bóng giật lưới và đi ra ngoài sân sau cú đập của Lâm Văn Sành. 12-13. Là vì Long An vẫn đang nỗ lực bám đuổi. Hữu Trường phá bóng. Lại là tình huống kết thúc tốt của Lâm Văn Sành. 14-12. Vị trí của Lâm Văn Sành luôn chịu những sự cạnh tranh rất lớn từ Vũ Quang Khơi và Vasilenko. Đây là trận đấu trước một đội bóng không được đánh giá quá cao. Vì vậy huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đang để cho những trụ cột như Quang Khơi, như Thanh Tùng, như Vasilenko được nghỉ ngơi. Và những cái tên thay thế như Văn Sành, như Huỳnh Chí cũng đã thi đấu rất tốt. Vesna thực hiện quả phá bóng rất mạnh, không được điểm cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. 15-13. Văn Sành phá bóng rất hay, đánh uy lực của Vesna. 14-15. Chắc chắn đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia cũng không muốn nằm chung bảng với Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới. Họ là đội chủ nhà nên được quyền chọn những đối thủ hạt giống. Pha xử lý sở trường của Giang Văn Đức, những cú đánh hai truyền đã làm nên tên tuổi và thương hiệu của cầu thủ này. Khả năng cao Giang Văn Đức sẽ tiếp tục góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia tại SEA Games 32 sắp tới, mặc dù năm nay đã 36 tuổi. Cú đánh tốt của Trọng Nghĩa. 17-14. Cách biệt 3 điểm đã được tạo ra. Và bây giờ là tình huống phá bóng của Cú Văn Hoàn, cầu thủ cao 2m01. Cú Văn Hoàn sinh năm 1996. Những pha hợp của Long An khá trôi chuộc, rất gọn gàng. Cú đập của Hoàng Trọng Nghĩa. Mười tám mười bốn. Khó khăn bắt đầu đến với Long An. Vẫn là những đường truyền mang tính đột biến cao của Giang Văn Đức, đặt đồng đội vào những tư thế rất chống trải để kết thúc, không bị đối phương kèm rát ở trên lưới. Cú đập ra ngoài của Vesna. 19-14. La Vi Long An xin tạm dừng hội ý. Và La Vi Long An lần thứ hai ở set đấu thứ hai này xin tạm dừng set đấu để hội ý.
Tình huống xoay cổ tay quá nhiều của Vesna để lách hàng chắn của đối phương. Và bóng đã đi ra ngoài sân. Rất khó khăn cho Long An. Đội bóng không được đầu tư nhiều ở những năm gần đây. Vào lúc 15 giờ chiều nay ở nội dung của nữ, chúng ta sẽ được chứng kiến một cặp đấu rất hấp dẫn giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Long An là một trong số ít những đơn vị duy trì cả hai đội bóng nam và nữ thi đấu tại giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm. Rất hay động tác nhảy chuyền của Giang Văn Đức giống như bật đà để thực hiện cú đánh. Vì vậy mà các tay chắn của đối phương đã có phần bối rối, rất lão luyện những gì mà Giang Đức đã thực hiện ở trận đấu này. Chiến thắng đang đến rất gần với Ninh Bình ở set đấu thứ hai. Lỗi chuyền một của Lê Hoài Hận. Lê Hoài Hận sinh năm 1992. Anh là đội trưởng của đội bóng. Long An từng sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ giỏi của bóng chuyền nam Việt Nam. Như Lê Quang Khánh, người đang thi đấu cho đội bóng chuyền nam Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tuấn đang là trợ lý huấn luyện viên của đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong những phụ công xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam và rất nhiều những cái tên khác nữa. Đẹp tốt của cầu thủ người Campuchia Vesna. 16-21. Cảnh tốt của Trọng Nghĩa. Bóng đi thẳng vào người của Bùi Văn Mạnh. 22-16. Quả đánh đầy tốc độ của quả Trọng Nghĩa. Chủ công tay siêu. Có một quả đập cực kỳ uy lực. Như vậy là Thanh Tùng đã vào sân để thay cho Huỳnh Chí. Và kết thúc tốt của Lâm Văn Xanh. 23-16. Rất khó khăn cho Lavi Long An. Họ rơi vào một bàn đấu rất nặng với những đối thủ được đánh giá rất cao như Thể Công, như Biên Phòng, như Ninh Bình, Liverpool Bank và cả Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương. Ở mùa giải năm ngoái, Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương đã cán đích ở vị trí thứ tư. Ở trong tình huống vừa rồi, Long An cho rằng cầu thủ của Ninh Bình đã chạm lưới và ban huấn luyện đã sử dụng challenge.
chúng ta cùng chờ đợi video để xem lại tình huống này. Rất chính xác, Thành Tùng đã chạm lưới. Những quan sát rất tốt từ ngoài sân của ban huấn luyện bên phía Long An, khi mà pha bóng vẫn đang diễn ra, nhưng Long An đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại và họ đã thành công. Thành Tùng đã ra sân để nhường lại vị trí cho Huỳnh Chí. Pha bóng không qua lưới, rất đáng tiếc cho Quang Đoàn. 24-17, 24-17. 7 set point cho cao thủ Ninh Bình Liverpool Bank. Đội bóng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã không gặp quá nhiều khó khăn. Và pha bóng rất mạnh của Trọng Nghĩa. Tại SEA Games 31, những pha phòng bóng của Trọng Nghĩa cũng rất nhiều lần làm khó trường một của những thủ rất mạnh như Thái Lan, như Indonesia. Vẫn còn. Phòng thủ rất lăn xả. Pha phối hợp rất hay của các thủ Long An. Một trong những tình huống hiếm hoi họ có một pha phản công mẫu mực. 18-24. Minh Hòa là người đã kết thúc thành công. 18-24. Và điều chỉnh số 1 không quá tốt. Và sau đó thì Lâm Văn Xanh đã không thể vượt qua được hàng thủ trên lưới của đối phương. 19-24. Trong set 1 cũng như ở set đấu thứ hai này, huấn luyện Bùi Trung Thảo chưa một lần sử dụng quyền hội ý. Rất hay, rất hiểu ý nhau. Đó là tình huống kết thúc của Nguyễn Thanh Hải. Và set đấu thứ hai đã khép lại với chiến thắng 25-19 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Họ đã vượt lên dẫn trước La Vi Long An với tỷ số 2-0 sau hai set đấu đầu tiên. Tỷ số của các set là 25-20 và 25-19.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba, trận đấu giữa đội La Vi Long An và Ninh Bình Liverpool Bank. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023. Ở trong trận đấu thứ ba, cầu thủ Ninh Bình Liverpool Bank thi đấu ở phần sân bên phía tay trái nhỏ của quý vị và các bạn. Và điểm số đầu tiên của set 3 dường như đã được ghi cho Ninh Bình Liverpool Bank sau pha kết thúc của Quả Trọng Nghĩa. Sau hai trận đấu đã qua, cầu thủ Ninh Bình Liverpool Bank đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Trọng tài xác định điểm Ninh Bình 1-0. Trọng tài xác định điểm được ghi cho Ninh Bình. Có lẽ Long An sẽ sử dụng quyền khiếu nại ở trong tứ vừa rồi. Bóng chạm hàng sau không được tra lực. Như vậy là trọng tài xác định bóng vừa rồi đã chạm cầu thủ libero bên phía La Vi Long An. Không phải là một tình huống bóng chạm chắn. Vì vậy mà cầu thủ Long An đã không thể sử dụng quyền khiếu nại. Lỗi bắt buộc một của Hữu Trường. Điểm Ninh Bình 2-0 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Đang có một sự thoải mái nhất định của cầu thủ Ninh Bình khi họ đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 sau 2 set đấu. Tỷ số của các set là 25-20 và 25-19. Phát bóng ra ngoài sân. 1-2 cho Long An. Quang Đoàn thực hiện quả phát bóng. Bóng ngoài sân. Điểm Ninh Bình 3-1. Cần phải chắt chiu và chỉnh chu trong những pha phát bóng của cầu thủ La Vi Long An khi họ đang gặp bất lợi về mặt điểm số sau hai trận đấu đã qua. Và kết thúc tốt điểm của Vesna, 2-3. Ngoại bình người Campuchia của La Vi Long An. Mặc dù không có tài chính mạnh nhưng có đủ Long An vẫn có được sự phục vụ của ngoại bình với mục tiêu là chu hạng ở mùa giải năm nay. Việc giải đấu không có các trận đấu của vòng chung kết ngược sẽ khiến cho mỗi trận đấu tại vòng bảng với Long An nói riêng và các đội khác nói chung đều có thể coi là một trận chung kết. Điểm Long An 4-3. Những điểm số liên tiếp dành cho La Vi Long An 4-3. Long An không còn gì để mất sau khi đã thua hai trận đấu đầu tiên. Rất tốt quánh của Huy Chí. Ông Bùi Trung Thảo rất mát tay khi hai năm liên tiếp vừa qua đều đưa Ninh Bình Liverpool Bank đăng quang. Năm nay đội bóng của đội Hoa Lư có nhà tài trợ mới đó là ngân hàng Liverpool Bank và đội bóng đã lấy tên là Ninh Bình Liverpool Bank ở cả đội nam và đội nữ. Năm ngoái đội nam Ninh Bình là Tràng An Ninh Bình.
Trang Ninh Bình đã gắn bó với đội bóng Nam của Ninh Bình trong một quãng thời gian rất dài. Văn Xanh phá bóng. Và tranh chấp trên lưới tốt của Lê Hoài Hận. Điểm Long An. Mặc dù gặp bất lợi về mặt chiều cao so với đối thủ Cú Văn Hoàn, nhưng Hoài Hận đã có một tình huống đè bóng rất tốt. Thể lực tốt của Hoài Hận đã có một pha đè bóng khiến cho Văn Hoàn mặc dù có chiều cao hơn nhưng vẫn bất lực. Có những hai chuyền của Bùi Văn Mạnh. Điểm Long An 7. Một sự không hài lòng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo khi các học trò công có phần chơi thiếu tập trung ở những diễn biến vừa qua. Việc có được chiến thắng sau hai trận đấu ít nhiều cũng khiến cho các cầu thủ Ninh Bình Liverpool Bank Điểm Ninh Bình không giữ được sự tập trung cao nhất ở những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. Nhưng cũng rất kịp thời Văn Xanh đã cắt điểm 6-7. Đây mới là những diễn biến đầu tiên của trận đấu. Chắc chắn Ninh Bình muốn giành chiến thắng nhanh chóng để tiết kiệm sức lực. Và bám chân đôi tốt của Văn Đức. Điểm Ninh Bình và đồng đội Thanh Hải. Điểm số vừa rồi đã được cân bằng 7-7. Bóng đã chạm tay của Thanh Hải, cầu thủ cao 1m91. Rất mạnh mẽ. Và kết thúc sau vạch 3m tuyệt vời của Gessna. 8-7 cho Long An. Gessna đã bật rất cao. Đúng một rất tốt. Vẫn còn. Hơi lúng túng. Điểm Long An 9-7. Quỳnh Trí đã không thực sự có một pha yểm hộ tốt. Quá hay. Và điểm Ninh Bình. Bóng tuyệt vời của 8, Thanh Hải. 9. 8-9. Quánh lao ngắn rất chính xác của Thanh Hải. Thanh Hải và Văn Đức đã rất hiểu ý nhau, mặc dù cả hai mới tập luyện cùng nhau trong quãng thời gian rất ngắn. Họ đã nhanh chóng tỏ ra ăn khớp. Rất tốt. Câu trả lời của Vesna. Đã có thể một tình huống kết thúc sau vạch 3m đầy hiệu quả. Cú đập chữ Y tuyệt vời. Lỗi hai chuyền của Văn Đức. Điểm Long An 11-8. 11-8. Một tình huống có phần khắt khe của trọng tài. Với pha xử lý vừa rồi của Văn Đức. Bóng không qua lưới. Nhưng pha bóng vẫn tiếp diễn. Huấn luyện viên Quốc Vũ đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại.
lỗi chạm lưới. Long An xin ra lần bóng chạm tay trắng. Theo chúng tôi ở trong tình huống vừa rồi, cầu thủ của Ninh Bình đã đập bóng không qua lưới và có lý do để ban huấn luyện của Long An sử dụng quyền khiếu nại. Khiếu nại không thành công, bóng đã chạm vào mép trên của lưới và chạm vào tay chắn của các cầu thủ Long An. Pha bóng diễn ra với tốc độ rất cao và ban huấn luyện của Long An không có một góc quan sát tốt và họ đã khiếu nại không thành công. Mười hai chín cho Long An. Điểm Long An 12. Và hợp chiến thuật tốt của đội bóng áo xanh, cú đánh trồng rất hiệu quả của Vesna. Vẫn còn lỗi hai chuyền rồi. Lỗi của Libero bên phía Long An. 10-12. Ông Nguyễn Quốc Vũ đã có rất nhiều năm dẫn dắt các cô gái VTV Bình Long An đến với những thành công. Gần nhất là tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2018. Cũng tại nhà thi đấu Gia Lâm này. Rất tốt. Quán của Hữu Trường. Điểm Long An 13-10. Khi Ninh Bình đang có dấu hiệu của sự trùng xuống thì Long An lại cho thấy một quyết tâm rất lớn. Tốt của Lâm Văn Xanh. Điểm Ninh Bình 11-13. Văn Xanh và Huỳnh Chí đang là những cây ghi điểm hàng đầu cùng với Quản Trọng Nghĩa ở trong trận đấu ngày hôm nay của các cầu thủ Ninh Bình Live Postbank. Quỳnh Chí phá bóng, bóng không qua lưới. Điểm Long An 14-11. 14-11 cho các cầu thủ Long An. Bây giờ là pha phá bóng của Vesna. Các đội người Campuchia cũng đã thực hiện một pha bóng lỗi. 12-14. 12-14. Trận đấu bắt đầu. Ninh Bình xin thay người. Bước vào nửa sau. Số 4 ra, số 13 vào. Giai đoạn quan trọng. Nguyễn Thành Tùng vào sân. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo vẫn chưa sử dụng tay đẹp ngoại Andrei Vasilenko. Và đội bóng tốt của Nguyễn Thành Tùng. 13-14. 13-14.
vào lúc 12:30 chiều mai, Ninh Bình Liverpool Spain sẽ đối đầu với Vận động Xây dựng Bình Dương. 13. Sau đó vào ngày 16 tháng 3, họ sẽ gặp đối thủ Thể Công. Và trận đấu cuối cùng của Ninh Bình tại vòng bảng là cuộc đọ sức với Biên Phòng vào ngày 19 tháng 3. Sau khi kết thúc các trận đấu của bảng B, thì các đội dẫn đầu, hai đội dẫn đầu của các nội dung nam và nữ sẽ giành quyền tham dự cúp Hùng Vương. 16-13 cho Long An sau pha gõ bóng lòng tay rất tốt của Quang Đoàn. Hiện tại 4 đội bóng của bảng A gồm cả nam và nữ có mặt tại cúp Vương đã được xác định. Ở nội dung của nam là Sanet Khánh Hòa và Đà Nẵng, còn ở nội dung của nữ đó là đội nữ Ninh Bình Liverpool Spain và Than Quảng Ninh. Nữ Ninh Bình Liverpool Spain và nam Sanet Khánh Hòa là hai đội bóng đã dẫn đầu bảng A. Còn Than Quảng Ninh và Đà Nẵng là đội đã cán đích ở vị trí thứ hai của bảng đấu. Liên tiếp là những thủ ứng pha bóng lỗi của các đội áo xanh. 15-17. Một cách biệt không quá lớn và Ninh Bình hoàn toàn có thể xa lấp khi trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Đây là lúc mà Giang Văn Đức và các đồng đội cần phải thể hiện được bản lĩnh cũng như đẳng cấp và kinh nghiệm của mình. Quả đập tốt của Vesna. Điểm Long An 18. Bóng đi 15. Vào vị trí của Giang Văn Đức. Nhưng chuyền hai của Ninh Bình Liverpool Spain đã không thể có một tình huống phòng thủ. Và vợt đánh chồng rất hay, nhưng cao thủ Long An vẫn kịp phòng thủ. Vẫn là một pha phối hợp tốt giữa Giang Văn Đức và Nguyễn Thanh Hải. 16-18. Văn Đức vẫn đang cho thấy vai trò của mình ở đội bóng Cố đô Hoa Lư. Thích Bình xin thay người, số 3 ra, số 10 vào. Anh Phi đã vào sân để thay cho Giang Văn Đức ở vị trí chuyền hai. Số 13 Ninh Bình, đội trưởng trên sân. Và pha bóng khá uy lực của Thanh Tùng. Rất mạnh mẽ. Quả đập của Lê Quang Đoàn. 19-16. Đội bóng áo xanh đang chơi đầy quyết tâm ở trong set đấu thứ ba này. Họ không còn gì để mất sau hai set thua đầu tiên. Và bây giờ các thủ đang dồn toàn bộ sức lực để hướng đến chiến thắng ở set đấu thứ ba. Vẫn còn. Hai thủ liên tiếp mà Văn Xanh không thể thắng được hàng chắn của đối phương. Điểm Long An 20-16. Có lẽ ông Bùi Trung Thảo sẽ hội ý. Cách biệt bây giờ đã là 4 điểm cho các cầu thủ Long An. Ninh Bình xin thay người, số 11 ra, số 9 vào. Bây giờ thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo mới tung tay đập người Azerbaijan và Senko vào sân để thay cho Lâm Văn Xanh. Ninh Bình đang đối mặt với những khó khăn khi Long An đang dẫn trước 4 điểm.
và bắt buộc một lỗi của Vasilenko. Những tình huống chạm bóng đầu tiên không như ý của tay đập người Azerbaijan. Chuyển bóng quá xa lưới. Tinh thần của Long An đang lên rất cao. Nhưng đó là pha bám chắn tốt của Vasilenko và Thanh Hải sau cú đá của Vesna. 17-20. Bóng chạm tay của Thanh Hải ở trong tình huống vừa rồi. Vasilenko sinh năm 1995. Anh cao 1m92. Pha bám chắn tốt. Điểm Ninh Bình 18-20. 18-20. Đã có tín hiệu xin tạm dừng trận đấu để hội ý của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Cú Văn Hoàn với chiều cao lên đến 2m1 đã có được pha bám chắn thành công quả đập của Minh Hòa. Thành Việt bây giờ chỉ còn lại có 2 điểm mà thôi, nhưng lợi thế vẫn đang thuộc về các cầu thủ. Họ vẫn có cơ hội để giành chiến thắng ở set đấu thứ 3 này, để đưa trận đấu bước vào set đấu thứ 4. Chuyển một tốt. Và phần thủ rất hay của Thanh Tùng, nhưng điều chuyền của anh Phi là rất không tốt. Pha xử lý tốt của cầu thủ bên phía Long An. 21-18. Những diễn biến cuối của set đấu thứ 3 đang diễn ra kịch tính và hấp dẫn hơn. Những pha bóng cũng sôi nổi hơn khi mà cả hai đều đang rất quyết tâm, đặc biệt là Long An. Họ đang có lợi thế dẫn trước 3 điểm và cần phải chắt chiu những cơ hội của mình ở giai đoạn cực kỳ quan trọng này. Những pha chuyền hài rất không tốt của anh Phi. Sau đó Ninh Bình đã bị trả giá. Không hiểu sao huấn luyện viên Bùi Trung Thảo lại rút Giang Văn Đức ra ở giai đoạn quan trọng này, khi mà anh Phi đang có những pha chuyền bóng rất lỗi. Ninh Bình xin tạm dừng trận đấu lần thứ nhất ở hiệp 3. Lần đầu tiên ở set đấu thứ 3 này và cũng là lần đầu tiên ở trận đấu này, huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt 4 điểm đang nghiêng về cầu thủ Long An. Một khoảng cách không quá lớn, nhưng đây là giai đoạn rất quan trọng của set đấu. Kể cả nhà mình mất hiệp bóng này, là lại hiệp sau, lỗi tại mình, không phải người ta đánh hay, còn tự mình tự khác thôi. Chứ không phải tại người ta đánh hay, anh em mình làm đó. Tài phá bóng. Một tình huống điều chỉnh số 1 không tốt. Đang có những sự lúng túng của các thủ Ninh Bình. Điều này càng tạo đà cho các thủ Long An có được tinh thần tốt hơn.
đập bóng ra ngoài sân. Trọng tài xác định bóng không chạm chắn của Ninh Bình. Điểm Ninh Bình 19-22. Có vẻ như bao luyện của Long An xin sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng đã chạm chắn của Ninh Bình lên về post banh. Ở góc quay này rất khó để biết được bóng đã chạm chắn của Vasilenko hay chưa. Bóng không chạm chắn. Khiếu nại không thành công. Bóng ra ngoài, không chạm tay chắn. Điểm Ninh Bình 19-22 cho đội bóng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Đây là giai đoạn thử thách bản lĩnh của nhà vô địch, khi mà đối thủ là Vi Long An không được đánh giá quá cao. Vẫn còn những đường truyền khá xa lưới khiến cho những quả đập thường không được như ý. Đó đều phải là những cú đánh điều chỉnh. Bóng giật lưới rất may mắn sau quả đập của Quỳnh Trí. 20-22. Long An đã hết quyền sử dụng. Long An xin tạm dừng trận đấu lần thứ hai. Bây giờ họ xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cái biệt lại được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Đấy, sự căng dặn cho chuyền hai Bùi Văn Mạnh của Vũ Công Vũ. Thì còn thiếu nhân viên cũng là một thầy chuyền hai. Vị trí pha bóng. Pha phòng thủ hay của cầu thủ Ninh Bình nhưng cơ hội tấn công lại đến với Long An. Rất tốt. Đường chuyền mang tính đột biến cao của Bùi Văn Mạnh. 23-20. Pha chuyền bóng sao đồ rất hay của Văn Mạnh, khiến cho Cù Văn Hoàn không kịp giáp chắn với Vasilenko. Đó chính là lý do để Vesna có pha đá bóng dễ dàng. Số 1 là... Đây là những cô gái của VTV Bình Điền Long An, những người đã có mặt ở nhà thi đấu để chuẩn bị cho trận đấu với Bộ Tư lệnh Thông tin. Họ đang đến để cổ vũ cho những người đồng nghiệp nam là Vi Long An. Rất tiếc là Long An đã tự cắt đi chuỗi liên điểm của mình. 21-23. Long An xin thay người, số 12 ra, số 1 vào. Bùi Văn Mạnh trở lại sân. Tình huống phá bóng của Vasilenko. Phá bóng rất mạnh. Điểm một khi cho Long An. 24-21 và có 3 set point cho Lavi Long An. Những nỗ lực rất tuyệt vời của đội bóng xanh ở trong set đấu thứ 3 đang giúp cho họ có cơ hội lớn để giành chiến thắng ở set đấu này. Đập bóng ra ngoài sân.
rất đáng tiếc cho Lê Công Đoàn. 22-24. 22-24. Nhưng vẫn còn 2 set point nữa cho Long An. Cơ hội vẫn còn khá nhiều. Ninh Bình đã không có được sự tập trung cao nhất ở trong set đấu thứ 3. Và kết thúc của Lê Quang Đoàn đã mang về điểm số thứ 25 cho các cầu thủ Long An. Và Long An đã có được chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 này để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau 3 set. Quả đập rất tốt của Lê Quang Đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ tư. Trận đấu giữa đội La Vi Long An và Ninh Bình Liverpool Bank. Ở trong trận đấu thứ ba vừa qua, La Vi Long An đã chơi rất tốt để có được chiến thắng, qua đó đưa trận đấu bước vào trận đấu thứ tư. Trong trận đấu này, các thủ Long An thi đấu ở phần sân bên phía tay trái mạng nhỏ của quý vị và các bạn. Ninh Bình sẽ phát bóng trước ở trận đấu thứ ba với người thực hiện quả phát bóng là đội trưởng Giang Văn Đức. Đã có những sự chuệch choạc của Ninh Bình ở trong trận đấu thứ ba, và họ phải trả giá khi để thua La Vi Long An. Chắc chắn sau khi có được chiến thắng ở trận đấu thứ ba vừa qua sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ Long An lên cao. Một pha phối hợp tốt của Long An và người kết thúc đó là Hữu Tài. Quang Đoàn phá bóng.
tình huống số 1 rất vất vả, nhưng sau đó là một pha phối hợp chiến thuật rất hay của Ninh Bình Liên Việt Postbank. Một đều. Ở nửa cuối của set đấu thứ ba, huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã rút Giang Văn Đức ra ngoài sân. Anh Phi vào sân và đã không thể bắt nhịp nhanh được với trận đấu. Số 1 rất tốt. Quá hay. Tiếp tục là pha kết thúc của Hữu Tài. Điểm Long An. Sau khi có một tình huống bắt bước 1 tốt thì Long An đã có một pha phối hợp chiến thuật cực kỳ hiệu quả. Cả hai điểm liên tiếp vừa qua của Long An đều được ghi do công của Hữu Tài. Và anh thực hiện quả phá bóng. Rất tiếc cho Hữu Tài. Phá bóng không qua lưới. Hai đều. Điểm số được cân bằng hai đều. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đập của cầu thủ người Campuchia Vesna. 3-2 cho Long An. Những tình huống phản công của Long An đã tỏ ra hiệu quả hơn ở trong set đấu thứ ba, và đó là tiền đề để họ có được chiến thắng trước Ninh Bình. Pha phá bóng rất mạnh và sau đó là tình huống chớp thời cơ tốt của đội trưởng Lê Hoài Hận. 4-2 cho Long An. Là vì Long An đang nhập cuộc rất khí thế ở trong set đấu thứ tư, khi mà họ đã có được chiến thắng trước đội bóng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo ở set đấu thứ ba. Trong pha phá bóng thứ hai liên tiếp của mình thì Vesna đã không thành công. Phát bóng hơi dài. 3-4. Khó khăn vẫn chưa hết với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ. Nhà cầm quân năm nay 48 tuổi. Ông chuyển sang dẫn dắt đội Nam Long An ở mùa giải năm ngoái. Điểm Long An 5-3. 5-3 cho Long An sau tình huống phá bóng không qua lưới của Sơn Huỳnh Chí. Hữu Trường phá bóng. Điểm Ninh Bình 4-5. Vẫn còn. Hội phản công cho cầu thủ Long An. Rất uy lực. Cú đánh của Lâm Văn Xanh. Điểm Ninh Bình. Năm đều. Năm đều. Trước khi qua áo Ninh Bình, Lâm Văn Xanh là cầu thủ của Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Văn Xanh phát bóng. Tình huống điều chỉnh cho một lỗi. Sau đó là pha xử lý không tốt của Hữu Trường. 6-5. Hữu Trường sinh năm 1992. Năm nay anh cũng đã 31 tuổi. Hữu Trường cùng với Hoài Hận là một trong những cầu thủ trụ cột của Long An trong nhiều mùa giải vừa qua. Vừa rồi là pha kết thúc của đội trưởng Lê Hoài Hận. Điểm Long An 6 đều. Hoài Hận sinh năm 1995.
đường chuyền quá sát lưới của Giang Văn Đức và Cú Văn Hoàn đã không thể chiến thắng được hàng chắn của đối phương. Quang Đoàn đã dễ dàng hóa giải cú đập của Cú Văn Hoàn. Bóng chạm chắn ra ngoài sân sau quả đầu của Vesna. Điểm Long An 8 86 cho Long An. Rất đông người mộ đã có mặt ở nhà thi đấu Gia Lâm. Đề nghị khán giả HTV chụp ảnh không dùng đèn flash để cổ vũ cho các đội bóng. Hai trận đấu tiếp theo trong ngày thi đấu hôm nay đều là những trận đấu cực kỳ đáng xem. Ở nội dung của nữ sẽ là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Định Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Còn vào lúc 20 giờ, Biên Phòng sẽ gặp Thể Công. Một trận đấu được coi là trận chung kết của bảng B. Biên Phòng và Thể Công, đội nào có được chiến thắng, đội đó sẽ có cơ hội lớn để giành một trong hai tấm vé đầu bảng để tham dự Cúp Hùng Vương. Thể Công đã có ngày ra quân như ý khi vào ngày hôm qua họ đánh bại Vật liệu Xây dựng Bình Dương với tỷ số cách biệt 3-0. Quả đập tốt của Vesna. Long An tiếp tục tạo ra một áp lực không hề nhỏ lên phía Ninh Bình Live Postbank, cách nhà đương kim vô địch của giải. Hai năm liên tiếp Ninh Bình đều đăng quang. Năm ngoái họ đánh bại Sa Đéc Khánh Hòa trong trận chung kết với tỷ số 3-1. Trước đó là chiến thắng 3-0 trước Thể Công ở trận chung kết năm 2021. Quả trọng nghĩa đã cắt điểm được Ninh Bình, 8, 9. Điểm ở trong tình huống vừa rồi. Và cái lúc chữ hì đầy hiệu quả của trọng nghĩa. Vẫn còn. Bóng ngoài sân rất đáng tiếc. Điểm Ninh Bình 9 đều. Điểm số được cân bằng 9 đều. Ở phía cuối sân chúng ta có thể nhận thấy các cô gái VTV Bình Định Long An cũng đã có mặt. Họ đang làm nóng. Dự kiến vào lúc 15 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm Long An 19. 19 cho Long An. Vasilenko ở trong set đấu vừa qua được vào sân ở những diễn biến cuối nhưng cũng chưa thể bắt nhịp nhanh với set đấu. Anh không để lại nhiều dấu ấn. Tất nhiên đây vẫn là quân bài trụ cột của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Pha phòng thủ tốt của cầu thủ Long An. Rất hay. Điểm Ninh Bình 10 đều. 10 đều. Trọng Nghĩa vẫn là mũi tấn công chủ lực của đội bóng Cố đô Hoa Lư. Ở những thời khắc khó khăn thì anh luôn biết cắt điểm. Rất nhiều sự lựa chọn trên hàng công của Ninh Bình Live Postbank. Họ vẫn có những cái tên rất chất lượng đang ở trên băng ghế dự bị như Vasilenko, như Thanh Tùng, như Quang Khơi. Quang Khơi đã thi đấu nổi bật tại Cúp Hoa Lư để giúp cho Ninh Bình Live Postbank giành chiến thắng trong trận chung kết trước Biên Phòng với tỷ số 3-0 cách đây khoảng 3 tuần. Vẫn còn. Pha xử lý rất tinh quái của cầu thủ người Campuchia. Đã có lỗi của Ninh Bình Live Postbank. 12-10.
Hữu Tài phát bóng, bóng giật lưới rất tốt sau khi bắt bước một thành công. 11-12 thì Thanh Hải đã có một pha đập bóng rất tốt. 11-12, hai bên vẫn đang bám đuổi rất xì xào từng điểm số 1 ở trong trận đấu thứ tư này. Trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả hai. Nếu Ninh Bình có chiến thắng, họ sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Còn nếu Long An có chiến thắng, họ sẽ đưa điểm trận đấu bước vào trận đấu 13, thứ 5 và ít nhất sẽ có được 1 điểm. Trong môn bóng chuyền, đội thắng với tỷ số 3-0 hoặc 3-1 sẽ giành trọn 3 điểm. Còn nếu thắng với tỷ số 3-2, đội thắng giành 2 điểm, còn đội thua có 1 điểm. Vẫn còn, nhưng trọng tài đã cắt còi. Điểm Ninh Bình đã có lỗi của cao thủ Long An. Có lẽ Hữu Trường đã chạm lưới ở trong tình huống vừa rồi. Mười hai mười ba và Huỳnh Chí sẽ thực hiện quả phát bóng. Điểm Long An 14-12. 14-12 cho Long An. Có nói cao thủ Ninh Bình có một lịch thi đấu tương đối thuận lợi. Họ gặp các thủ từ dễ đến khó. Trận đấu đầu tiên của giải đấu, họ đối đầu với đội bóng bị đánh giá thấp nhất của bảng đấu này là Vi Long An. Sau đó vào ngày mai, Ninh Bình sẽ gặp Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, một đội bóng cũng không được đánh giá quá cao. Trong trận đấu thứ ba của mình, họ sẽ gặp Thể Công. Và trận đấu cuối cùng của vòng bảng là cuộc đối đầu với Biên Phòng và xử lý lỗi của Vesna. 13-14. Cần phải chắt chiu những tình huống xử lý rất lỗi. Khi buộc phải đánh những cú đánh điều chỉnh thì không được phép mắc sai lầm như vừa rồi của Vesna. Điểm Long An 15-13. 15-13 cho Lavi Long An. Điểm được ghi cho Ninh Bình. Điểm Ninh Bình. Bóng chạm trán của Long An ra ngoài sân 15. Sau quả đập của Quang Trọng Nghĩa. 14-15. Quả đập rất mạnh của Quang Trọng Nghĩa. Bước một rất tốt. Vẫn còn. Một pha bóng mà hai cầu thủ của Ninh Bình đã không hiểu ý nhau. 14. Thanh Hải đã quá ham bóng. Đó là tình huống bóng phải thuộc về Giang Văn Đức. Mười sáu mười bốn. Bóng không qua lưới và kết thúc lỗi của Nguyễn Thanh Hải. 17-14. Cái biệt 3 điểm đã được tạo ra và Lavi Long An đang có lợi thế. Vasilenko sẽ được tung vào sân. Ninh Bình xin tạm dừng trận đấu. Không phải, đó là tình huống mà Ninh Bình
xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Ba điểm không phải là một cách biệt lớn. Đã có những sự chuệch choạc của cầu thủ Ninh Bình ở trong set đấu thứ ba. Và ở trong set đấu thứ tư này, lối chơi của đội bóng Polo Lư cũng không có được sự thanh thoát, gắn kết và ăn khớp cần thiết. Họ tự mắc sai lầm hơn là đối thủ mạnh. Tập trung lại, làm lại. Ê! Bay cái này rồi! Sự động viên kịp thời của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo với các học trò. Những cái vỗ vai với Thanh Hải để anh có thể bỏ qua áp lực tâm lý khi xử lý hai tình huống bóng liên tiếp vừa qua đều không thành công. Vẫn còn. Không được. Điểm Đinh Bình 15-17. Sau khi xin tạm dừng trận đấu để hội ý, Ninh Bình cuối cùng cũng đã cắt được chuỗi lên điểm của đối phương 15-17. Ở mùa giải hôm nay, Ninh Bình không có sự phục vụ của đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy, người đã chuyển sang khoác áo thể công. Năm ngoái Quốc Duy đã chơi nổi bật để giúp Ninh Bình giành chức vô địch. Và anh chính là chủ công xuất sắc nhất. Điểm Long An. Người nhận danh hiệu vận động viên toàn diện của mùa giải 2022. Năm ngoái Ninh Bình vô địch mà không có ngoại bình. Việc vắng Nguyễn Văn Quốc Duy khiến huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã phải đưa về một tay đập ngoại, đó là Vasilenko, người Azerbaijan. Vẫn còn. Pha bám chân đôi rất tốt của cầu thủ Ninh Bình. Thanh Hải và Trọng Nghĩa đã thiết lập một hàng chắn rất cao. Bóng đã chạm chắn của Thanh Hải sau quả đập của Hữu Trường. Vẫn còn. Một tình huống phòng thủ không tốt của Hữu Trường rất tiếc cho Long An. 17-18. Ninh Bình xin thanh lời. Văn Sang đã rất nỗ lực ở trong tình huống vừa rồi, nhưng anh cũng không thể cầu bóng thành công. Thanh Tùng vào sân để thay cho Văn Xanh. Trọng Nghĩa phá bóng. Vẫn còn. Rất không hiểu ý. Điểm Long An 19. Thêm một tình huống để mất điểm vô cùng đáng tiếc của Ninh Bình về Postbank. Sự lưỡng lự giữa Thanh Tùng và Thanh Hải. Không có sự kết nối cần thiết của Thanh Tùng và Thanh Hải ở trong tình huống vừa rồi. Bóng không qua lưới. Lại có thêm một điểm nữa cho La Ville Long An. Chắc chắn tinh thần của cầu thủ áo xanh đang lên rất cao. Ngược lại thì áp lực tâm lý đang đè nặng lên các đôi vai của Thanh Tùng, của Giang Văn Đức. Long An đã tạo ra cách biệt 3 điểm. Tưởng chừng như đây sẽ là một trận đấu dễ dàng của các nhà đương kim vô địch. Rất may là vừa rồi là bóng lại chạm tay một cầu thủ của Long An giúp cho Ninh Bình 18, có được điểm 20. Số sau pha kết thúc của Sơn Huỳnh Chí.
Long An đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho cao trò của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo ở trong set đấu thứ 3 và set đấu thứ 4 này. Long An đang thi đấu rất biết mình biết người, rất tuyệt vời. Điểm Long An 21. Hàng thủ trên lưới của Long An đã làm việc rất hiệu quả ở trong set đấu thứ 4. Số 13 ra, số 11 vào. Thành Tùng có vẻ như đang không có được phong độ cao. Số 1 ra, số 12 vào. Thành Tùng đã rời sân để nhường lại vị trí cho Lâm Văn Xanh. Thành Tùng là một trong những mũi tấn công rất tốt của Ninh Bình trong nhiều mùa giải vừa qua. Nhưng có vẻ như cầu thủ người Đông Anh đang không có được phong độ cao. Rất tốt. Đó điểm là quả đập của Huỳnh Chí. 19-21. 19-21. Long An xin thay người. Số 12 ra, số 1 vào. Hàng chắn của Long An đã hoàn toàn bị đánh lừa sau pha chuyền bóng ra đầu rất hay của Giang Văn Đức. Họ mất hoàn toàn phương hướng để có thể theo kịp tình huống bấm chắn vừa rồi. Đường chuyền hơi ngửa nhưng đó là một pha xử lý đầy kinh nghiệm của Phạm Hữu Trường. Điểm Long An 22-21. 22-19. Sư bạn 22-19. Cách biệt 3 điểm lại được tạo ra và Long An bây giờ đang có nhiều lợi thế để có thể giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 4. Set đấu đang bước vào giai đoạn rất quan trọng. Pha phá bóng khó của Hữu Trường. Vẫn còn. Bóng chạm chắn của Ninh Bình và ra ngoài sân. 23-19. 23-19. Bây giờ thì chiến thắng đang đến rõ ràng hơn với các cầu thủ Long An khi họ đã tạo ra cái biệt 4 điểm trước đối thủ Ninh Bình Liverpool Postbank. Xin tạm dừng trận đấu lần thứ 2 ở hiệp 4. Thêm một lần nữa thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Không được phép chuyển theo ý mình. Qua bóng hai thằng nó đứng biên 4 nó chờ rồi. Thì lại lộn bóng ra biên 4. Tập trung vào giữ một biên 4, một sau đầu và đánh 1-3. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đang rất không hài lòng với Giang Văn Đức. Không sao hết. Bốn điểm rồi, bốn điểm rồi. Giang Văn Đức đã thể hiện tốt vai trò của mình. Theo chúng tôi, anh cũng đã có rất nhiều những điều chuyền mang tính đột biến cao. Nhưng đây là set đấu, kể cả set đấu số 3. Tất cả các thủ Ninh Bình đều đã chơi có phần trùng xuống. Trong đó Long An đang chơi với hơn 100% quyết tâm và khả năng của mình. Nhưng rất tiếc cho Lê Quang Đoàn khi anh đã 23. Mắc lỗi ở trong tình huống vừa rồi. Nếu như có điểm thứ 24 thì chiến thắng gần như sẽ chắc chắn đến với cao thủ Long An. Tình huống mà Quang Đoàn đã chạm lưới vô cùng đáng tiếc. Khanh đã có một pha đỡ bóng sâu về phía cuối sân đầy hiệu quả nhưng lại để tay chạm lưới. 20-23. Chạm bóng ra ngoài sân. 24-20. Điểm Long An 24-20. 4 set point cho Long An. Long An đã chơi rất kiên cường và thành quả mà họ có được đang đến rất gần ở trong set đấu thứ 4 này. Tưởng như huấn luyện viên Bùi Trung Thảo và cao trò sẽ có được chiến thắng dễ dàng trong ngày ra quân. Nhưng điều đó chắc chắn đã không xảy ra. 25-20 cho La Vi Long An. Và hai đội sẽ phải bước vào trận đấu thứ 5 quyết định để phân định thắng thua.
một sự kiên cường cực kỳ đáng ghi nhận của các cầu thủ Long An. Xác định là đội bóng không được đánh giá cao, vì vậy mà các cầu thủ áo xanh luôn thi đấu với một quyết tâm rất cao. Họ lấy quyết tâm để bù vào những điểm yếu khác. Và bây giờ thì Long An đang có được tỷ số 2 đều sau 4 set. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với trận đấu thứ 5. Trận đấu giữa đội La Vi Long An và Ninh Bình Liverpool Bank. Trận đấu đầu tiên của hai đội tại vòng 1 bảng B giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023 Cúp Hóa chất Đức Giang. Ninh Bình đã có được chiến thắng ở hai trận đấu đầu tiên với các tỷ số 25-20 và 25-19. Nhưng ở hai trận đấu gần nhất, các cầu thủ Long An đã chơi rất kiên cường để thắng lại với tỷ số 25-22 và 25-20. Qua đó đưa trận đấu bước vào trận đấu thứ 5 quyết định. Vasilenko, tay đập ngoại bình của Ninh Bình, vẫn ở ngoài sân. Trận đấu đã kéo dài hơn 2 tiếng. Và chắc chắn cuộc đọ sức giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Đài Loan sẽ phải lùi lại theo dự kiến ban đầu là vào lúc 15 giờ. Sau khi cuộc đọ sức này kết thúc khoảng 30 phút, sẽ là trận đấu giữa Bình Đài Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở trong trận đấu thứ 5 này, Ninh Bình phát bóng trước và người thực hiện quả phát bóng là chuyền hai Giang Đức, cầu thủ người Thái Bình. Chuyền một rất tốt, rất hay. Điểm Long An 1-0. Người vừa kết thúc là Hữu Tài, 1-0 cho Long An. Sự tự tin đã giúp cầu thủ Long An chơi
rất tốt ở trong hai trận đấu vừa qua. Đối đầu với các nhà đương kim vịt nhưng họ không tỏ ra e sợ trước đối thủ. Điểm Đinh Bình, một đều. Đầy quyết tâm của Thanh Tùng, một đều. Thanh Tùng đã được vào sân ngay từ đầu ở trận đấu thứ 5 quyết định để thay cho vị trí của Lâm Văn Xanh. Một tình huống mà các cầu thủ Nhật bóng đã rất sơ ý khi lăn bóng vào trong sân trong một tình huống mà phòng bóng đang diễn ra. Rất may đã chưa ảnh hưởng đến các cầu thủ. Tình huống bóng có thể khiến cho các cầu thủ bị phân tâm. Chuyền một tốt. Hàng sau của La Vi Long An đã dâng lên quá cao và để lộ ra một khoảng trống lớn sau khi các tay chắn của Ninh Bình bám chắn thì không còn một cầu thủ nào ở hàng sau để phòng thủ bên phía sân của Long An. Rất đáng tiếc. Trọng tài đã cắt còi, đã có lỗi của cầu thủ bên phía Ninh Bình. Điểm số được cân bằng hai đều. Lúc này thì cầu thủ của hai đội Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin cũng đã có mặt ở nhà thi đấu để chuẩn bị cho trận đấu của mình. Vẫn còn. Rất không tốt. Điểm Ninh Bình 3-2. Trong những tình huống cần pha xử lý an toàn thì những pha xử lý của Vesna lại không có được sự an toàn cao nhất. Ý đồ của anh là đẩy bóng vào tay của đối phương nhưng điều đó đã không thành công. Đây là trận đấu chỉ kéo dài đến điểm số thứ 15. Cần phải chắc chiu từng điểm số 1. Điểm Long An 3 đều. 3 đều. Long An đã cho thấy được sự kiên cường của mình. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các nhà đương kim vịt Ninh Bình Liverpool Bank. Vesna thực hiện quả phát bóng rất an toàn. Bóng ngoài sân sau quả đập của Lâm Văn Xanh. Điểm Long An. Cầu thủ Ninh Bình Liverpool Bank ít nhiều đang gặp những áp lực. Những pha xử lý của họ cũng không có được sự thanh thoát và hiệu quả khi mà áp lực vẫn đang đè nặng lên đôi vai của các nhà đương kim vô địch. Pha phá bóng rất mạnh của Vesna vẫn còn. Khi mà Long An đang chơi với sự tự tin cao nhất thì những tình huống xử lý của họ cũng tốt hơn. Bốn đều. Bốn đều. Rất khó đoán định. Không ít người tin rằng Long An có thể đưa trận đấu bước vào trận đấu thứ 5 sau khi chứng kiến hai trận đấu đầu tiên với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Ninh Bình. Pha xử lý rất tốt. Điểm Long An 5-4. 5-4 cho Long An. Pha chủ bóng bài biên rất hay của Bùi Văn Mạnh. Bóng được đẩy ra biên 4 để Hữu Trường thực hiện pha bỏ nhỏ. Vẫn còn. Rất liều lĩnh nhưng đã thành công. Đó là pha kết thúc của Vesna. 6-4. 6-4. Một tình huống bóng khó
nhưng tay đập người Campuchia vẫn thực hiện một quả đập rất quyết tâm và anh đã thành công. Sao người ta đập được quả bóng đấy, mình phòng thủ, mình phải nhìn tình huống bóng để mình dâng lên và mình lùi xuống. Bóng bên kia tổ chức phản công le hết ra ngoài biên ba vạch 3 mét rồi thì mình lại lùi sâu xuống để làm gì? Không có cái gì hết, anh tập trung vào chỉ có 2 điểm thôi. Không có cái gì hết. Hai ba. Lợi thế đang thuộc về La Vi Long An. Ninh Bình vẫn chưa cởi bỏ được tâm lý nặng nề. Hữu Trường pha bóng. Lại có thêm một điểm nữa được ghi do công của Vesna. Điểm Long An 7-4. Sẽ là một cú sốc thật sự, một bất ngờ rất lớn nếu như La Vi Long An có được chiến thắng trong ngày ra quân. Mục tiêu của Long An là họ cố gắng giành một chiến thắng tại vòng 1 này. Và mục tiêu ấy bây giờ có thể nói đã đi được một nửa đường. Bảy bốn cách biệt 3 điểm được tạo ra. Đội bóng áo xanh đang chơi với một sự tự tin cực kỳ lớn, một quyết tâm cực kỳ cao độ. Cầu thủ hàng sau rất tốt. Bóng chạm chắn ra ngoài sân và lại có thêm một điểm nữa cho La Vi Long An. 8-4. Những tràng pháo tay dành cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ và đây là những cô gái của VTV Bình Điền Long An. Họ cũng chia vui với những người đồng nghiệp nam của đội bóng quê hương. Ở một bảng đấu được coi là tử thần như thế này thì mỗi một sơ sẩy sẽ bị trả giá. Chẳng hạn Ninh Bình đang là các nhà đương kim vô địch và được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay. Vasilenko vào sân để thay cho Lâm Văn Xanh. Có lẽ đó là một sự thay đổi quá muộn màng của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo, khi mà bây giờ các cầu thủ Long An đang có lợi thế lớn, hai đội vừa đổi sân để tiếp tục trận đấu thứ năm. Hữu Trường phát bóng. Vẫn còn. Không được. Điểm sự liều lĩnh của Hữu Trường đã không thành công như sự liều lĩnh trước đó của Vesna. Anh cần phải có một tình huống đánh bóng điều chỉnh an toàn. Đây là trận đấu quyết định rồi. Không đáng có Minh Bình xin thay người. Tình huống lỗi số như vừa rồi. Số 16 vào. Quang Khơi vào sân. Những cầu thủ có phong độ cao tại Cúp Hoa Lư bây giờ mới được huấn luyện viên Bùi Trung Thảo sử dụng. Liệu có quá muộn hay không? Vasilenko phát bóng. Bóng ngoài sân. Điểm Long An. Rõ ràng khi mới vào sân thì để bắt nhịp với trận đấu là điều rất khó khăn. Lại trong hoàn cảnh mà Ninh Bình Liverpool Bank đang bị dẫn điểm sâu, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Một tính toán có thể nói là sai lầm của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo nếu như ông và đội bóng không thể có được chiến thắng ở trận đấu này. Một chiến thắng 3-2 cũng không phải là một kết quả như mong muốn của điểm Ninh Bình, các cầu thủ Ninh Bình Liverpool Bank. Nhưng bây giờ thì cơ hội giành chiến thắng cho Ninh Bình không nhiều bằng cơ hội dành cho Long An. Sự quyết tâm mà cao trò của Liên Quốc Vũ thể hiện đang được đền đáp, đang được tưởng thưởng.
cho một rất tốt, rất lung tung pha thứ của Lê Quang Đoàn. 16 cho Long An. Vẫn là những pha chuyền bóng rất hay của Bùi Văn Mạnh. Đã rất nhiều lần anh loại bỏ được hàng chắn của đối phương trong những tình huống chuyền bóng mang tính đột biến cao của mình. Tốc độ chuyền bóng cũng rất cao để hàng chắn của Ninh Bình không kịp theo ở trên lưới. Vẫn còn. Trả bóng ra ngoài sân sau quả đập của Vũ Quang Khởi. Điểm Ninh Bình 7-10. 7-10. Ninh Bình lên về Postbank vẫn đang cố gắng bám đuổi. Bóng đã chạm chắn của Vesna. Quang Khởi đã thi đấu bùng nổ tại Cúp Hoa Lư, nhưng bây giờ anh mới được tung vào sân. Vasilenko cũng chơi rất tốt tại Cúp Hoa Lư dù mới đến Việt Nam. Rất tốt trong một tình huống mà đồng đội bắt buộc một không quá thuận lợi, nhưng chuyền hai của Long An đã có một pha xử lý cực kỳ tốt giúp cho đồng đội ghi điểm. Pha chuyền bóng sau đầu tuyệt vời của Bùi Văn Mạnh và Quang Đoàn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. 11-7 cho La Ville Long An. Sự lâu đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của huấn luyện viên Bùi Trung Thảo. Một sơ sẩy ở bảng đấu tử thần sẽ là một cái giá rất đắt cho tham vọng của Trà Ninh Bình. Đó lại là tình huống xử lý tốt của Vũ Quang Khởi. 8-11. Rất tinh tế. Cần phải có một tuần phá bóng an toàn của Vũ Quang Khởi. Đúng là như vậy. Và Thanh Hải đã tận dụng thành công tuần mà Long An điều chỉnh chuột một lỗi. Tiếp tục là pha phá bóng của Quang Khởi. Pha phòng thủ rất hay của Quang Khởi. Kể từ khi vào sân thì cầu thủ người Thái Bình Vũ Quang Khởi đã để lại dấu ấn đậm nét. Đối với cô Vũ cần phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý khi mà đối thủ đã rút ngắn điểm số xuống còn 10-11. Những điểm số liên tiếp vừa qua của Ninh Bình đều được ghi do công của Vũ Quang Khởi. Như vậy là Long An cũng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Quãng thời gian cần thiết để các thủ lấy lại sự tập trung và cắt mạch hưng phấn của đối phương. Rất đáng khen cho đội bóng của Liên Quốc Vũ ở trong trận đấu này. Họ đã chơi với một quyết tâm cao nhất. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt chuyên môn, nhưng tinh thần của cầu thủ La Ville Long An chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với cầu thủ Ninh Bình. Họ chơi lăn xả trong từng tình huống bóng, không hề có sự chủ quan. 10-11 tiếp tục là tình huống phạt bóng của Vũ Quang Khởi. Rất may là điểm đã ghi cho Long An. Điểm Long An. Tình huống phòng thủ không quá tốt của đằng sau bên phía Ninh Bình Liverpool Postbank. 12-10. Cuối cùng thì Long An cũng đã cắt được chuỗi liên điểm của đối phương. Hữu Tài phát bóng. Và điều chỉnh chuyền một không quá tốt. Vẫn còn.
rất tốt. Đó là tình huống kết thúc của Thanh Hải. 11-12. Đội thắng ở trận đấu này chỉ giành được 2 điểm mà thôi. Còn đội thua có 1 điểm. Trận đấu đã kéo dài gần 2 tiếng rưỡi. Và những diễn biến cuối của trận đấu đang diễn ra cực kỳ kịch tính. Bóng trong sân sau thủ bắn chắn tốt của Vasilenko. 12 đều. Khi những Vasilenko và Vũ Quang Khởi, Nguyễn Thanh Tùng có mặt trên sân, rõ ràng lối chơi của Ninh Bình đã tốt hơn. Số 21 ra, số 4 vào, hiệu quả hơn. Trọng Nghĩa trở lại sân. Bây giờ thì cơ hội đang được chia đều cho cả hai ở trong set đấu thứ 5 cũng như trận đấu này, khi tỷ số đang là 12 đều. Bóng chạm chắn ra ngoài sân, cú đập tốt của Vesna. 13-12. Liệu Vesna có thực hiện pha phát bóng uy lực mạo hiểm hay không, hay là một pha phát bóng an toàn? Rất là an toàn. Cú đập tốt của Vasilenko. Điểm Ninh Bình. 13 đều. Rất kịch tính. Bây giờ thì mỗi một sai lầm đều sẽ bị trả giá, khi tỷ số của set năm đã là 13 đều. Đội nào sẽ có match point trước đây? Là Vinh Đồng An hay Ninh Bình Liverpool Postbank? Một tình huống điều chỉnh chuột một không quá tốt và đã có lỗi chuyền hài của Bùi Văn Mạnh, rất đáng tiếc. Điểm Ninh Bình. Chỗ dính bóng. 14-13. Chơi tốt ở trận đấu này nhưng ở thời khắc quan trọng thì anh đã mắc lỗi. Long An xin tạm dừng trận đấu lần thứ 2 ở hiệp 5. Đã có match point cho Ninh Bình về Postbank. Một cơ hội để kết thúc trận đấu. Và La Vi Long An xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cần phải thật sự tập trung và có một pha bắt bơ bột thật tốt ở tình huống bóng tiếp theo đối với cầu thủ Long An. Thật sự là một trận đấu rất hấp dẫn. Lê Quang Đoàn và các đồng đội đang dành sự tập trung cao nhất cho tình huống bắt bóng này. Sự chủ quan của Ninh Bình về Postbank của huấn luyện Bùi Trung Thảo, khi những cầu thủ tốt nhất không được sử dụng ngay từ đầu. Họ đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Bóng trong sân vẫn là một tình huống mang sau đã dâng lên quá cao và cuối cùng thì Ninh Bình và Postbank cũng đã có được chiến thắng. Một chiến thắng đầy vất vả của Ninh Bình và Postbank và một trận thua đầy nuối tiếc của La Vi Long An. Có thể nói đội nào thắng ở trận này cũng hoàn toàn xứng đáng và đội nào thua cũng vô cùng nuối tiếc. Long An đã chơi đầy quả cảm và kiên cường trước các nhà đương kim địch, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đã không thể có được điều mình cần, đó là một chiến thắng mà họ hướng tới. Vẫn là một tình huống bám chắn tốt của các tay chắn bên phía Ninh Bình ở tình huống bóng quyết định. Ninh Bình đã có được chiến thắng vô cùng vất vả trong ngày giao quân với tỷ số 3-2 trước La Vi Long An.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa Lai Vinh Long An và Ninh Bình Liên Việt Postbank của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.